Alo anh em ơi, nay cập nhật xe ngày mới nha anh em. Nay đem cả dãy Super Dream ra ngoài luôn. Vừa cập nhật xe vừa review tất cả cái dòng Super Dream có tại cửa hàng để anh em tham khảo nha anh em. Đấy. Một xe, hai xe, ba xe, bốn xe, năm xe, sáu xe, bảy xe, tám xe, như là còn hai chiếc gân về nữa nha anh em, là trục Super Dream. Xe ở cửa hàng em thì chiếc nợ cái nấy thì bao anh em, giá chỉnh bẩn nha cả nhà, giá chỉnh bẩn á. Thằng đó 203, thằng đó biển bốn con Thiên Giang, thằng này 211, giá chỉnh bẩn nha, 32 triệu, hai số đầu đấy. Cái số này là cái năm sản xuất, 211, 46 triệu nha. Xe này biển tứ quý 3 nha anh em, tứ quý 3 chắc anh em đã từng thấy rồi. Còn này 22 38 triệu, cái này 30 ha, 22 luôn. Cái này cái này mới về, mới về để giá cập nhật lại nha. Này 20 mấy triệu, này 38 nha, này súp 99 động sắt, này chủ trước đậu 2 năm không đi á, cái này nè đậu 2 năm không đi á. Xe này mà mở dàn bẩn dàn cốp ra thì anh em chỉ có là tê tiếng cúc nha. Hả? Này nè, 42 nè. Không, cái đát đó kìa. Cái gì? Cái đát nó đát mấy? Đát nó 212. 22 nó đi tem với đầu đèn ngắn lại, đúng rồi. Tem đầu đèn ngắn. Rồi, em cập nhật xe nha anh em. Tí nữa cái dàn này chứ em làm clip riêng à, nhiều quá à, nói không kịp trên clip tổng hợp đâu. Giờ làm clip tổng hợp xe nha. Nè, hai chiếc Wagio nè. Rất là em nhiều anh em hỏi nhưng mà thì xe nó vậy đó anh em, nói chung còn rất là đẹp, rất là mới, giá 55 triệu cho cái thằng mẫu cũ này nha anh em. Lít Thái Na Mo Rắc 300i Rắc 125 ổ khóa Smart Key là 26, giá trên yên, giá trên cảng ha, em ghi hết công khai giá đàng hoàng nha anh em, rõ ràng hết. Anh em cứ dòm phép gọi điện thoại thấy số và thấy giá đó. Nè này 38 nè, hai này 55. Cái chiếc SH Ý màu trắng làm sao nó chốt chay vậy? Hả? 65 thì kêu anh chuyển 65 đi. Xe đẹp cũng chết luôn, chiếc SH Ý đó. Nè cái này G15. À xin lỗi em, CBR. Cái này GX SR ha, những dòng mô tô thì anh em cao từ 1m7 kêu đổ lên, tướng đô đô con đi rất đẹp. Hai em WinX nha anh em. Em này 35 năm. Em này 34. Ad Seater 2010. Máy zin im 42 triệu. Ad Seater 150. Chiếc 2010 này hồi em đem ra em á, làm cái combo lại. Combo xe này chưa mở lần nào luôn, chưa mở lần nào luôn. Thành ra nó bị hơi xì xì hơi xíu đó. Nhưng mà thôi là lại kêu trường nó làm ra. Làm ra cho im luôn anh em ơi. Xe này làm combo lại. Thấy mở ổn quá, không gài không dám mở. Nó chưa mở lần nào luôn anh em, xe này nè. Chiếc 210 nè. Máy là phép bao hết. Chiếc một càng này chuyển rồi, chuyển cọc ra. Chiếc một càng này quá đẹp. Quá đẹp luôn. Lốp green này nè. Bên kia có bắn tí xíu á. Bên kia nó bị giống gì nè. Rồi kêu anh em làm là chút xíu thôi. Xíu xíu thôi nha, chứ không có phải hết đâu. Đẹp lắm. Quay không coi đi, sáng trời mà không coi được. Đẹp lắm, đẹp lắm. Nói chung là anh em cứ yên tâm, anh em nào chốt xe này cứ yên tâm. Con này thì với con vàng 5 năm nhau luôn. Đẹp lắm. Còn cái máy thì thôi à, nhức nách nha. Đẹp, 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 đẹp.
đẹp hơn luôn á, đẹp lắm. Xe này cái dàn giò đẹp lắm nè, bạc sơn gấp tận băng luôn nha anh em, nó đẹp lắm. Trời ơi cái này, cái máy này kìa, máy không phải suy nghĩ. Rồi chiếc ngạt này 35 năm nha anh em. Ngạt này thì vỏ zin nè, vỏ zin anh em xem nè, anh em dòm lóc nè, chạy đúng đồng hồ 3313 cây nha anh em, đúng ô đô nha anh em, đúng đồng hồ, đúng ô đô, rất là mới nha chiếc ngạt 35 này. Đó, còn này 25 triệu. Còn anh em muốn nói mắc rẻ nó đằng kia có mười mấy triệu nữa, tùy theo xe, tùy theo tiền. Rồi cái này xe chia 38 triệu ha, chưa tính giấy tờ. Anh em muốn giấy tờ thì thêm tiền vô, mấy xe cầm đứt không à. Winner 30 anh em ha, Winner đen nhám nè. Còn anh em chơi mắc rẻ thì có 25 triệu luôn, có xe hết. 22 triệu ha, cho cái mẫu mô tô rất là độc lạ đó, để anh em đi kiển rồi chơi. Rồi em MSX ha, chiếc 27 28, MSX thì đi bao đầm, đừng nhìn nhỏ mà cục cục, nhưng mà chơi nó là đi không im này, cho nó đi đập lắm á, ai xài rồi hiểu. Đó, này vỏ mới thay cả cặp luôn đỏ nè. Rồi Janus Ablack neo kim 207 áo FI 209 32 triệu, máy giữ này 26 năm. Anh em cần thì liên hệ với trường sang cho nó gửi hình cho ha. Khu 1, khu 2 ba xe luôn. Khu neo, neo này sườn xám 206 nha. Xe này mà mở áo ra giờ mới trong rồi chịu không nổi, nhức nách. Tắt được đó em ơi, tắt đi, tắt đi ngồi quay clip riêng mới được. Khu X mới về, ZX rất đầu 17 triệu. Khu 1 28 triệu, máy thì thầm. Khu 2 nữa, lại khu 2. Khu 2 này mới về. Khu 2 này máy rin. Khu 2 này máy rin, máy chưa gất. Máy rin im màu đỏ ha. Xe này 22 triệu nha anh em. 22 triệu. Ablack. Neo kim 28 triệu. Đẹp anh em ha. 208 luôn. Cái này neo FI 57 triệu. Đó, màu đen xe đẹp. Ablack đen cam, SH300i này FI 209 nha anh em. Cặp SH Ý 150 đời 206 ha, chiếc màu trắng rất là đẹp. Anh em lẹ tay chốt chiếc này, có gạch đây anh em, có gạch này. Rồi kéo con phát cũng hết dàn xe đằng này rồi, giờ đi lên đằng kia, đi lên đằng kia cập nhật tiếp tục đằng kia rồi xong về làm hết clip táp chiếc Super này từng chi tiết để anh em xem máy móc từng xe, từng xe nha. Tùy xe tùy giá anh em, anh em có sự lựa chọn luôn. Lỡ đậu qua lấy xe sang để lấy chiếc DD đi đỡ. Rồi chiếc DD cũng sang chạy đảo quá anh em ơi. À, đúng chắc cái chất đầm với cái tiếng nổ với cái độ đi im lướt như hồi xưa. DD 70 lóc sơn rin còn nè. Tem gấp tụi còn hết trơn. Rồi rồi đời Tiguan thì 90 triệu, anh em cứ alo thôi. Anh pha xe ở đây thì nói chung là zin cũng có, không zin cũng có, giá tốt cũng có, giá mắc cũng có, nói chung ra là tùy được chất xe. Zin không zin thì cũng tùy theo mình thôi. Nói chung là quan trọng có sao mình báo vậy đấy. Nó xe ghiên này nó ghiên, không ghiên nó không ghiên. Tại vì tìm là có nấy mà, không anh em, giá nó khác hết. Đó.
95 ba hồ sơ nè, ẹt 135. Honda Master. Này có ghi giá cho đi hết trơn rồi, thằng trường nó bôi bay cho em. 215. Chung là tầm mười mấy 20 anh em, ba cái ẹt đó. Winner này 25 nè, Winner này 27 nè. Ẹt 150. 150. 150 xe gì có 27 triệu nè anh em. Chiếc kia 28. Đó anh em thấy không? Xe là máy bao nha anh em. Chỉ gắn cái này thêm vô thôi. Mấy cái này đồ zin hình như có nó còn luôn. Anh em có mua nhớ nhắc trường sang đưa cho cái đồ zin á. Nhưng mà cái bộ chân gắt chân này nhìn rất là mắc tiền, không phải rẻ đâu nha anh em. Đẹp lắm. Đó. U. À, U này khá đẹp nha anh em. Gavita 10 triệu. Suwagun. Suviva. RSX. Này 24 nè. Này 20. Lesam. Noja, Janus. Abalat, Abila, Đi Lăng. SH. À ấy AB. AB màu trắng. Chiếc AB màu trắng này em bán 22 triệu nha cả nhà. Chỉ 22 triệu thôi. Anh em mua giấy tờ thêm tiền vô. Đấy. Còn cái chiếc nhám này thì 26 nha anh em. Chiếc này là 26, đen nhám 26, chiếc trắng 22. Rồi, Vision. Vision màu đen mờ nha anh em. UFI. UFI là 205 ba hồ sơ cho anh em luôn. Này khu bình xăng nè anh em. Xe này phu bình xăng, xe này còn cắt xe lắm. Máy im lắm nha, xe này. Máy rất là im luôn. Áo còn gắn keo nha anh em. Xe này 17 năm bao sơ cho anh em. Ha, anh em đi xe này giá này thì đi ngon anh pha. Dù sao cũng khu chờ, cái phần khối nó lớn hơn, về lột keo ra. Cái này 14 năm nha. Hồ sơ thì anh em tốn tầm 1 triệu. Cái này cái gì nữa đây? Chiếc neo FI này sao mấy thằng này nó bỏ ở đây vậy? Neo FI 208. À, đây là như là tạm chốt rồi. Quay ớt. Quay ớt này vậy? À, 19 năm. Điện 4 con luôn ha. Ủa, QS này chốt rồi chứ. Làm chốt rồi. Mấy cái xì bo cà phê anh em ha. Xì bo cà phê thì phép thôi. Không có tiện quê nhiều nữa. Tại có nhiều anh em thương thì đóng góp mấy anh em đó mấy cái thể loại này không có nên quê nhiều đâu. Bán vòng vòng hết mấy cái xe này rồi thôi anh em ơi. Giải phóng nó luôn. Rồi, Charlie 67 50. Chiếc này bán rồi. Chiếc này bán rồi nha anh em. Rồi ok, chắc em đã cập nhật hết tất cả các xe có tại cửa hàng. Đây có chiếc QS đó nha. Đây là chiếc QS trường đang đi xe này. Rồi phép rất hy vọng được sự ủng hộ đến từ anh em nha anh em. Anh em cần xe nào liên hệ với thằng Sang, số điện thoại 032 55 55 330, số của thằng Trường 0961 374 375. Và em chỉ xài một số tài khoản ngân hàng Sacombank tên Nguyễn Văn Phép duy nhất, số 0700 6560, 0700 6020 6560. Phải đọc lại nha anh em, 0700 6020 6560, tên Nguyễn Văn Phép. Còn anh em muốn đến cửa hàng thì muốn biết từ vị trí tới mình đến cửa hàng bao nhiêu km thì anh em cứ search Google hoặc là bản đồ Google Maps đấy. Anh em search cửa hàng xe máy Khánh Phép. Đó, Khánh Phép, cửa hàng xe máy Khánh Phép. Đó, nó sẽ chỉ đường cho anh em đi và thời gian đi và đi như thế nào, bao nhiêu km. Rồi, Phép xe máy xin chào thân ái.